Chào các chị. Hôm nay tiếp tục chương trình mở hộp sản phẩm sách tay Nga của shop Trung Linh Shop. Hôm nay tôi xin mở hộp sản phẩm, chính là sản phẩm kem trị mụn SOS của Nga. Thì là dòng kem trị mụn có tiếng của nước Nga, công thức siêu nhanh, tác dụng lâu dài với silicone chống mụn 24 giờ. Và cái kem trị mụn SOS được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự xuất hiện của mụn, trứng cá, phục hồi làn da của bạn với các khu vực vấn đề nghiêm trọng. Khi bôi kem trị mụn SOS, ngay lập tức khô khu vực bị viêm, giảm mụn và đốm đen, làm dịu các đốm mụn. Thì hôm nay tôi có xách tay về, đây là nguyên thùng nha các chế nha, vẫn còn nguyên, cũng không được đẹp cho lắm nhưng mà đây là nguyên thùng của hãng đây này. Thì sử dụng sản phẩm này rất đơn giản, chỉ cần ấn nhẹ ống kem lên đầu ngón tay, thoa nhẹ một dấu chấm trên diện tích da bị mụn và để lại cho càng lâu càng tốt. Áp dụng khi cần thiết từ 1 đến nhiều lần trong ngày, hiệu quả tối đa khi sử dụng thường xuyên vào ban đêm các chế nhé. Vậy là sử dụng sản phẩm rất đơn giản. Đây các chế nhìn, có thể các nhìn chỉ số của sản phẩm này, đây mã vạch 24 hộp, đây có thể là hạn sử dụng là tháng 11 2020 các chế nhé. Đây tổng khối lượng mã vạch đây, vẫn nguyên ni lông của hãng. Đây, sau đây là tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Rất ít khi được lấy về nguyên thùng và còn nguyên vẹn nhỉ, đa số toàn do gửi được bay ra, vậy là bị móp méo. Rồi, tôi sẽ mở nhanh sản phẩm. Rồi, vậy tôi đã mở ra cho các chị xem 24 hộp kem trị mụn SOS của Nga. Đây, sản phẩm đây, nhìn rất đẹp các chị nhé, đẹp và rất sắc nét. Đây các chị có thể thấy đây, sản phẩm đây, hạn sử dụng in tháng 11 2020. SOS trị mụn Caprem của hãng Caprem, không kem, không phải của hãng Caprem nên mà kem, tức là kem. Đây các chế thấy này, đây là các chỉ số tiếng Nga, đặc biệt là nhìn rất đẹp các chế này. Sản phẩm ấn vào, tôi thử ấn vào nhé các chị nhé. Tại sao không lên này? À đây, vặn vào kịch này cho nó lên, vặn để cho đầu thì đây sản phẩm. Rồi sản phẩm lên rồi các chị nhé. Hơi quá tay nhưng không sao. Đây sản phẩm là chúng ta bôi vào chỗ mụn các chế nhé, sản phẩm màu trắng ra thì bôi vào khu vực bị mụn. Tôi có thể lau tay, phụt hơi mạnh sáng ra, vậy là sản phẩm phụt hơi mạnh không sao. Rồi sản phẩm này thì để tôi xem là các chỉ số ghi những gì. 50 ml các chế nhé, 50 ml. Mùi nó rất thơm, mùi thơm kiểu dịu. Đấy, các chế mua hàng, đặt hàng thì hãy nhắn tin theo số điện thoại trên, tôi sẽ gửi hàng cho các chế. Sau đây tôi sẽ dùng phần mềm iCheck để check mã vạch của sản phẩm. Chúng ta vào phần mềm iCheck. Đây, có mã vạch trực tiếp đây. Rồi. Đấy các chị thấy chưa? Sản phẩm lên luôn phần mềm iCheck. Chúng ta có thể tra Google được. Chúng ta đánh mã này và là chuẩn nhất nhé. Nếu mà không cháy iCheck 4607 086 5, 6, 3, 6, 8, 7. Các chị có thể tìm này. Rồi, ta có thể tìm luôn trang web của Nga nhé. Đây, các chị nhìn này, tiếng Nga. Ta kích vào. Rồi, như vậy là sản phẩm đã hiển thị ở trên trang web của Nga, như vậy là sản phẩm đảm bảo. Rồi, như vậy là tôi đã mở hộp xong sản phẩm kem trị mụn SOS và hơi quá tay. Có thể chúng ta trước lúc dùng chúng ta sẽ lắc tạo áp lực, sau đó chúng ta ấn nhẹ thôi. Tôi sáng ra hơi quá tay nhưng không sao. Thử luôn. Các chế mua hàng nhắn tin vào số điện thoại hoặc để lại comment, tôi sẽ gọi điện lại. Các chế nhớ nhé, nhận hàng và kiểm tra hàng thoải mái trước khi gửi tiền. Sau khi xem các video này, các chế nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để shop làm thêm các video mở hộp các sản phẩm tiếp theo. Chào các chế, chúc các chế một buổi sáng làm việc vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh cho shop.